Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Thưa quý vị, bước sang tuần đầu tiên của năm mới, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 1, năm con giáp này cực kỳ xui xẻo, công danh sự nghiệp, tiền tài lao dốc không phanh, tài lộc không chỉ có thấy toàn đen đủi, nếu bạn không xem xét một cách kỹ lưỡng trước khi làm việc thì sẽ có nguy cơ mất trắng tất cả. Vận tình duyên, sức khỏe cũng ảm đạm không kém. Tuy nhiên nếu không may nằm trong số đó thì bạn hãy cứ vững vàng, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua cả thôi, và đó là các con giáp. Tuổi Sửu, dù mới bước sang tuần đầu tiên của năm mới nhưng đây lại là khoảng thời gian không mấy dễ dàng đối với người tuổi Sửu, đặc biệt người làm công ăn lương luôn phải chịu sự chèn ép của cấp trên cũng như đồng nghiệp, khiến mọi kế hoạch không hoàn thành như ý. Về mặt tài lộc, công việc bất ổn nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu. Nhìn chung, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu tuần này không được tốt cho lắm. Rơi vào cảnh chi nhiều hơn thu, thời điểm này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ, cần đề phòng cảnh giác, tránh thất bại do lơ là, mất tập trung. Thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống, khiến tiền của thất thoát, tiền mất tật mang. Sức khỏe của người tuổi Sửu tuần này giảm sút khá nhiều, bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, uể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, có thể bị sụt cân. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực về tinh thần, bạn lại suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian chăm lo cho sức khỏe của bản thân, vì thế sức đề kháng cũng dần giảm sút, tinh thần ngày càng ức chế. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý. Đặc biệt là cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ, hạn chế thức khuya làm việc, rất hại cho sức khỏe thì các triệu chứng khó chịu sẽ sớm biến mất. Bước sang tuần đầu năm mới, chuyện tình cảm của người tuổi Sửu không hề dễ dàng, khiến con giáp phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý. Có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn, lại thêm nhiều vấn đề của cuộc sống làm kìm hãm giảm tinh thần của bạn. Chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần, tuần này khá khó khăn với mệnh chủ tuổi Dần, công việc của con giáp bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Trong tuần, khối lượng công việc bắt đầu gia tăng sau kỳ nghỉ Tết, xung đột, mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều, sự nghiệp tuổi Dần khó phát triển như ý muốn, khó được cất nhắc. Theo tử vi, tình hình tài chính không được dư giả, thậm chí bạn và anh chị em trong nhà dễ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Hãy có cách xử lý khéo léo việc này để mọi chuyện không đến mức đi quá xa. Trong đầu tư kinh doanh, chớ vội tin theo lời rủ rê của người quen đã lâu không liên lạc. Việc đầu tư kinh doanh không hề đơn giản, nhất là với những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Vận trình sức khỏe của người tuổi Dần theo tử vi cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Mệnh chủ tuổi Dần thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Phương diện tình cảm trong tuần cũng không được tốt, vợ chồng người tuổi Dần thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, xung khắc. Nếu không có cách hòa giải khéo léo thì tình cảm đôi bên dễ rạn nứt, đôi bên đều cần phải nhường nhịn và bao dung đối phương nhiều hơn, không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên hãy bình tĩnh trao đổi để đi đến ý kiến thống nhất. Tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Tỵ, theo tử vi, hung tinh giáng chiếu khiến công việc của người tuổi Tỵ lao đao. Bạn sẽ cảm thấy một số chuyện không diễn ra đúng như những gì bạn mong muốn, nhất là trong công việc. Đang yên đang lành lại dính đến những chuyện không đâu, nhiều người còn muốn bỏ việc.
Tử vi nhắc nhở trong tuần này bạn nên chú ý sức khỏe của mình, đặc biệt là các bệnh về dạ dày và cần ăn uống có điều độ hơn. Có thể tị sẽ tốn tiền của vì sức khỏe, nhưng đừng tiếc vì đó là điều bạn nên làm. Điều bạn không nên đó là làm tiêu tiền cho việc ăn chơi vô bổ. Phương diện tình duyên cũng nên thận trọng, cẩn thận bị lừa cả tình lẫn tiền. Ngày hôm nay có thể bạn sẽ tình cờ gặp người cũ trong một hoàn cảnh cực kỳ bất ngờ mà bạn không hề muốn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Tình hình tài chính cũng chưa có nhiều khởi sắc trong tuần này, có vẻ như những kế hoạch đầu tư, kinh doanh của bạn đều gặp phải trục trặc bất ngờ. Đây là lúc bạn cần xem xét lại những gì mình đã và đang làm, nếu có sai sót cần kịp thời khắc phục để tránh thua lỗ. Bản mệnh bị hung tinh chiếu mệnh nên không thuận lợi trong công việc cuối tuần, nhưng bạn vẫn phải ôm thêm việc về nhà làm. Công việc cuối năm ngập đầu, một số người ngồi không cũng dính họa, muốn yên ổn nhưng cấp trên và tiểu nhân không cho phép. Trong ngày cuối tuần này, tuổi Mùi cần chú ý tới lời ăn tiếng nói, phòng tiểu nhân hãm hại, vụ oan chuyện tiền bạc, cần chú ý giữ gìn trong các phát ngôn để tránh bị người khác hiểu lầm, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền. Chuyện tình cảm cũng trầm lắng bởi bạn luôn giấu mọi chuyện trong lòng, không muốn tâm sự với nửa kia. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ đôi bên sẽ ngày một xa cách, bởi đôi bên sẽ chẳng còn cần đến sự chia sẻ nữa. Tuổi Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Thân. Là con giáp xui xẻo tuần này nên người tuổi Thân sẽ phải đối diện với khá nhiều rắc rối. Phương diện sự nghiệp khó có bước phát triển đáng kể bởi bạn luôn bị cấp trên gây khó dễ, không tạo điều kiện để phát triển, đồng nghiệp cũng không sẵn sàng giúp đỡ. Phương diện tài lộc của con giáp xui xẻo tuần này cũng chưa có những bước tiến quá đáng kể, dường như mọi kế hoạch của bạn đều đang dậm chân tại chỗ. Bạn cần phải xem xét lại định hướng làm ăn kinh doanh của mình, không nên đi mãi theo một lối mòn để đối thủ tìm ra cơ hội vượt qua. Các tinh chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, tuy nhiên bạn lại không thực sự mong muốn đến với ai. Chính vì vậy, dù được giới thiệu cho đối tượng triển vọng đi nữa, bạn cũng tỏ vẻ dửng dưng. Với một số cặp đôi, hai người dành phần lớn thời gian để mâu thuẫn, bất mãn với nhau, chính vì vậy mà quan hệ đôi bên ngày một xa cách. Nếu không nhanh chóng hàn gắn, hai người sẽ đi đến bờ vực sụp đổ. Tử vi cho rằng trong tuần này, sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Thân, bệnh dạ dày, huyết áp có dấu hiệu không ổn định, cần chú ý hơn đến lối sống của mình, chú ý chế độ ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng, xã giao. Khi làm việc cần chú ý đến giờ giấc, không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra cần cẩn thận vấn đề đi lại, kẻo dễ bị va quệt xe cộ, nhẹ thì chấn thương tứ chi, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp xui xẻo nhất trong tuần đầu tiên của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!